tạm mày. Trời ơi, lẹ lên, một chút xíu là hết bây giờ. Cái gì thì không anh lên tôi bây giờ kìa. Hả? Công an đã bắt giữ ông Đỗ Nguyệt Thành, người bị tình nghi giết bà Trương Thị Gai, còn gọi là Tám hay Tám Gai. Ba, theo thông tin chúng tôi được biết, gia đình ông Đỗ Nguyệt Thành thuê và ở trong tầng trệt của nhà bà Trương Thị Gai. Có vẻ như hung thủ đã giết bà Tám Gai trong lúc tranh cãi giận dữ. Bây giờ là không có lạ gì mà khi biết được ông này ổng là kẻ giết người hết. Dạ, chỉ có vậy thôi. Tụi tôi đã nâng cao tinh thần cảnh giác ở trong cái khu vực này. Tôi là Đức Hạnh gửi đến quý vị lời chào sức khỏe và lời chúc trân trọng nhất. Tào lao thiệt chứ. Cái gì vậy? Cái gì đâu mà cái mặt mờ căm à? Không thấy cái mặt gì hết à? Vậy chứ giờ anh muốn cho thấy rõ cái mặt anh, cho cả nước biết mặt anh, rồi ăn nói sao với thằng Mai? Phải, nhưng mà nó để cái chạy cái chữ cái tên tào lao. Anh là cái người đầu tư chứng khoán mà để anh là thất nghiệp. Tức thiệt. Mà bây giờ công nhận con người sao ác quá anh. Mâu thuẫn có chút xíu thôi mà giết người luôn á. Từ đầu anh đã nói với em rồi, nhìn ẩn chả là thấy cái chả trong đầu có cái vấn đề tâm thần hay gì đó. Làm rớt cộng dây chuyền không bẻ một lỗi tay anh luôn. Nhưng mà kỳ ghê, con cũng có công trong chuyện đó. Phỏng vấn con, phỏng vấn mình bà. Thôi đi, ai là người đề ra kế hoạch hả? Ai? Bà. Ờ. Mà con cũng phụ ba mà. Mà mày con đâu mà đi dành công với ba hả? Hả? Con ké xíu. Thôi đi. Đang quạo cho người. Thằng nói chuyện vô duyên dễ sợ. Tội nghiệp Mai bạn em quá anh. Tự nhiên bây giờ có chồng làm kẻ giết người. Rồi Du My nữa, không biết nó sống là sao đây nè. Khổ nhất là nó. Minh, con làm gì ngồi thẫn người ra vậy? Mẹ nó nghe nè, mai mốt ba nhớ hỏi han chăm sóc cho Du My nghe không? Du My mà có chuyện gì nhớ giúp đỡ Du My nghe con. Dạ. Mẫn. Sao? Em có biết là ba của Du My giết chết bà Tám Gai không? Rồi thì sao? Vậy em có nghĩ là Du My biết ba của Du My giết người không? Có thể. Tại vì hôm bữa Du My cứ ra sức cản em với là ba, không có cho phá tường nhà của Du My. Dừng lại! Hả? Cái gì vậy? Mấy người định làm gì vậy? Du My, mày đừng che giấu nữa, mình biết hết rồi. Các người làm vậy tôi báo công an đó. Ba, nập đi ba. Để con. Ba. Các người làm gì vậy? Các người muốn chết hả? Con nghĩ cái chết con và Tâm Gà có liên quan tới chú. Mẫu mạnh lực. Ba, đập đi ba. Dừng lại. Trời ơi. Ba. Anh đã hôn Du My rồi. Tức là anh là người có liên quan trong chuyện này. Có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lỡ như mà anh bị giết thì sao ta? Cũng có thể ha. Hên cho anh á. Bạn cứ ra đây nói chuyện với mình. Thôi đi, tôi không có rảnh mà. Miên. Miên. Ơi. Cái gì nữa? Yêu anh tới kìa. Tôi đi trước nha. Nói năng kiểu gì vậy? Ê, đi đi, trễ rồi. Đi. Không bị sao vậy Miên? Tôi đâu có bị gì đâu. Đây hai con nhỏ đó không? Ba nó giết người á. Gì ghê vậy? Trời ơi, hèn chi nó cứ sao sao á. Tôi thấy nó trên tivi cái mặt nó y chang ba nó luôn á. Đúng rồi á. Minh. Du My. Làm gì mà bạn hốt hoảng chứ vậy? Đâu có đâu. À, tôi đang đi tìm trái banh. Banh trên tay bạn cơ.
Giờ tôi phải lên lớp học bài rồi, lát tôi có kiểm tra. Du My ngồi đây chơi nha. Minh. Ông, bạn có sao không? Không sao. Du My, thôi đứng yên, đứng yên. Không sao. Cái gì? Ông nói làm sao? Không lẽ ông cứ chạy trốn Du My vậy hoài hả? Ông có biết á, là ba của Du My giết người trong lúc ông nổi giận không? Bây giờ tôi mà chọc giận Du My là... Chết mèo. Thôi nín đi. Bây giờ tôi giải thích cho ông nghe. Bây giờ ba của Du My giết người, nếu lỡ nha thì Du My cũng sẽ không bao giờ làm điều tôi đó. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi sợ Du My lắm, ông đừng có nói nữa. Sao tôi nói vậy mà ông không nghe vậy trời? Tôi mệt quá. Thôi, từ này em gọi điện thoại ở đây. Alo. Du My gọi. Nghe đi. Tỉnh táo, nghe đi. Tỉnh táo lên, mạnh mẽ lên. Alo, Du My hả? Minh, bộ bạn muốn tránh mặt mình hả? Đâu có đâu. Tôi đâu có tránh mặt bạn chi đâu Du My. Mình cảm thấy bực mình rồi đó nha. Sau giờ học, bạn ra gặp mình nha. Mình có chuyện muốn nói. Mà bạn nói gì vậy Du My? Gặp đi rồi biết. Trời. Ui, hả? Làm gì mà giật mình? Có gì đâu giật mình. Ê, đi qua sân chơi không? Thôi. Làm gì mà thôi, ra sân chơi. Không được đâu. Ông trốn Du My đúng không? Tôi không hiểu ông luôn á. Có gì đâu mà phải trốn. Mình là đàn ông mà. Hãy thể hiện đi nào. Tôi hiểu mà. Nhưng mà tôi không thể gặp Du My được. Ông cứ như vậy tôi thất vọng với ông lắm luôn á. Thôi mà cái gì, mình là đàn ông mà. Nhưng mà tôi không còn cách nào khác, ông hiểu không? Trời ơi. Du My tới. Chết rồi. Ông cản Du My giùm tôi. Chết rồi. Cản gì nè. Ông cản Du My lên tôi. Ủa, có chuyện gì vậy? Chuyện là vậy đó. Ủa, mà mình đi đâu vậy mấy bạn? Để tôi thấy mình bị bệnh. Bạn ấy đang ốm rất nặng. Sốt. Cảm. Ủa, thấy còn chạy nhảy tung tăng mà có bệnh sốt gì đâu. Cảm trong lúc cảm thì bạn có thể nhảy. Đúng rồi, mình hiểu rồi. Chuyện là vậy đó. Cái thằng cứ vậy. Chuyện là vậy mà. Anh đi ra ngoài hả? Sẵn mua giùm em lon nước ngọt nha. Em nghĩ sao vậy? Nằm nó chơi rồi nhờ anh đi mua đồ. Bây giờ anh nằm đây, anh nhờ em đi mua đồ được không? Giờ sao? Ai anh ai em? Tao anh, mày em. Nhưng mà bây giờ mày bắt tao đi mua, tao phải gọi mày bằng ông nội. Biết đều đó. Minh. Tại sao bạn lại chạy? Đâu có đâu. Tôi đi mua đồ ăn mà. Mà sao mặt bạn tái mét vậy? Không có gì đâu Du My. Chắc tại tôi bệnh mà. Bạn có thể nói chuyện với mình một xíu không? Ủa, bạn tưởng ba mình giết người thì mình cũng giết người hả? Bạn là bạn thân của mình, ai nghĩ gì thì nghĩ, nhưng mà bạn nghĩ vậy bạn biết mình tổn thương lắm không? Thôi mà, tôi tin bạn mà. Anh đã hôn Du My rồi, tức là anh là người có liên quan trong chuyện này, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lỡ như mà anh bị giết thì sao ta? Không có thể ha.
Mà bạn có giết người thiệt không? Cái gì? Tới bây giờ mà bạn còn không tin mình hả? Bạn gặp mình ở đâu thì bạn né ở đó. Bạn làm như vậy, bạn biết bạn xúc phạm mình lắm không? Mình đang tức điên lên đây nè. Yumi à, không mà tôi hiểu rồi, cho tôi xin lỗi bạn nha. Nhưng mà bây giờ trễ rồi, cho tôi về nha, chứ về trễ quá má tôi la đó. Thôi bạn ngồi đây chơi đi, tôi đi về nha. Ngồi xuống. Thôi mà Yumi. Ngồi xuống. Nói gì nói lẹ đi Yumi, chứ đây vắng người lắm á. Hôm nay mình hẹn bạn ra, mình có chuyện muốn nói với bạn. Gửi mail đi. Cái gì? Mày giấu mặt mình đó hả? Nè, mình trả quà cho bạn nè. Minh. Minh. Có vậy mà cũng xỉu nữa. Minh. Alo, Yumi hả? Cái gì? Công viên nào? Đúng là đồ chết nhát. Mẫn ơi. Ừ? Bạn đưa Minh về giùm mình nha. Ừ, để đó cho mình. Cái thằng này. Bạn đang ăn cái gì chưa? Có mệt không? Hả? Mình không biết nói sao để an ủi cho Yumi. Nhưng mà nếu Yumi có buồn thì cứ giữ yêu dai của mình. Còn nếu như mà Yumi muốn khóc á thì cứ dựa vô vai của mình khóc cho thật đã đi. Tôi vô duyên quá, chắc là không cần tôi đâu ha, tôi về trước. Giết người! Giết người! Giết người! Giết người!